Nga huy động 80.000 quân bảo vệ Bắc Mút, chuẩn bị chiến dịch tấn công mới. Nga-Ukraine xảy ra 81 cuộc đụng độ ở tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua. Hé lộ pháo đài bọc thép di động Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine. lo ngại vũ khí hạt nhân của Israel, Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ cầu cứu Liên Hợp Quốc. Tổng thống Biden không yêu cầu lệnh ngừng bắn giữa Israel Hamas. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến với quân đội Ukraine và chiếm lại những cao điểm chiến thuật mà họ đã đánh mất trong cuộc phản công của Ukraine, Nga đã tập kết tới 80.000 binh sĩ hướng về phía Bắc Mút. Những phân đội trang bị xe tăng thiết giáp và các vũ khí thuộc hàng hiện đại nhất đã được điều động. Điều này cho thấy Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới vào Bắc Mút. Kênh truyền hình Internet Espresso Ukraine đưa tin, trong tuần qua, Nga đã tập kết tới 80.000 binh sĩ hướng về phía Bắc Mút tương đương thời kỳ cao điểm của trận Bắc Mút mùa đông năm ngoái, đồng thời cao gấp 2 lần số quân mà Nga đang triển khai để tấn công Adipka, tỉnh Donetsk. Epreso cho rằng mục tiêu hiện tại của Nga là chiếm giữ các làng Ivanivske và Bodanivka, cũng như tiến tới vùng ngoại ô thị trấn Chasivya, cách Bắc Mút chưa đầy 5 km, nơi hệ thống phòng thủ đa lớp của Ukraine được thiết lập. Những tháng qua, Ukraine đã tìm cách loại bỏ lực lượng Nga ở Bắc Mút từ phía Nam, đồng thời dồn lực lượng Nga vào vòng vây. Nhưng khi giao tranh kéo đến bờ kè đường sắt trong khu vực, tiến độ của Ukraine bị đình trệ do Nga đã tăng cường thêm quân từ một số sư đoàn để ngăn chặn tiền tuyến sụp đổ. Trong khi đó, theo đại diện lữ đoàn xung kích số 24 Ukraine, ngoài tăng quân số ở Bắc Mút lên 80.000 quân, vài ngày trước, Nga còn triển khai các phân đội súng trường cơ giới được trang bị tốt nhất tới Bắc Mút. Những phân đội này được trang bị xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và các thiết bị tác chiến khác thuộc hàng hiện đại nhất. giro Maiden Press EP, tờ báo tiếng Anh độc lập ở Ukraine nhận định, Nga đang bắt đầu một đợt tấn công mới vào Bakhmut. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh các lực lượng nước này sử dụng hệ thống pháo phản lực bán loạt MLRS Grad ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine ở Bakhmut. Trong video, các lính rủ Nga đã sử dụng hỏa lực của một hệ thống MLRS Grad để tập kích các đơn vị vũ trang của Kiev, làm gián đoạn sự luân chuyển quân của đối phương ở khu vực tiền tuyến Bắc Mút, thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Sputnik dỡ lời nhà chức trách Nga cho hay các lính rủ và xạ thủ của Moscow đã tập kích đối phương bằng tên lửa không có dẫn đường, được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức công phá cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm lính dù Nga nhanh chóng rút lui khỏi vị trí và kịp thời di chuyển về khu vực an toàn để nạp đạn cho sứ mệnh tiếp theo. Theo EP, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mở màn từ phía Bắc, mục tiêu đầu tiên của lực lượng Nga pháo kích vào làng Bodanipka. Các binh sĩ Ukraine cho biết một số chiến hào của họ bị pháo kích nặng nề tới mức đất bị sới tung lên, các vị trí tác chiến bị quét sạch lực lượng Nga cũng chuyển trọng tâm sang sườn phía Nam Bắc Mút, hướng tấn công chủ lực là cứ điểm phía Bắc Kalitschevka. EP đánh giá đây là một bước đi rất thông minh của lực lượng Nga. Đáng lưu ý, các binh sĩ Ukraine báo cáo rằng họ phát hiện ra một số binh sĩ Nga thuộc biệt đội Storm V, trong đó V được cho là ký hiệu của Wagner. Theo EP, điều đó có nghĩa việc sáp nhập thành phần tập đoàn Wagner vào quân đội Nga đã hoàn tất. Tờ báo nhận định với các diễn biến hiện nay, Bắc Mút có thể sớm trở thành nơi diễn ra trận chiến lớn nhất và đẫm máu nhất một lần nữa. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 81 cuộc đụng độ đã xảy ra ở tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua. Cụ thể, Nga đã tiến hành 11 cuộc tấn công bằng tên lửa và 34 cuộc không kích, cũng như 62 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt vào các vị trí của lực lượng và khu định cư Ukraine trong 24 giờ qua các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các khu định cư Leonivka và Chevoni Kuti, tỉnh Chernihiv, Sinkivka, tỉnh Kharkov, rừng tỉnh Luhan và Heohievka và Novomikalivka, tỉnh Donetsk. Khoảng 100 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov, Luhan, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaev đã bị quân đội Nga tấn công bằng pháo binh. Trong khi đó, cựu chỉ huy tiểu đoàn AIDA của Ukraine nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tình hình của quân Ukraine ở khu vực Adipka ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cựu chỉ huy Ukraine cho biết tại khu vực Adipka, Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể đến mức tôi nghĩ rằng bây giờ nhiều khả năng chúng tôi sẽ buộc phải rút khỏi Adipka thay vì giữ khu vực này. Tôi thậm chí có thể nói rằng chúng tôi sẽ phải đưa ra quyết định rời Adipka ngay cả trước thời điểm năm mới. Ông cũng cho biết Tại các khu vực khác ở mặt trận miền đông Ukraine, quân đội Nga cũng đang tiến quân, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga, Sergei Zibinsky nói các đơn vị của nhóm đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kupian, phá hủy hai xe tăng Leopard 2. Ông Sergei Zibinsky cho biết thêm các đơn vị bộ binh cơ giới của quân đoàn số 6 được pháo binh yểm trợ đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Cơ giới hóa số 14 và 15 và Lữ đoàn xung kích đường không số 95 của Ukraine, gần hồ Liman cũng như Sinkovka và Ivanovka. Quân địch đã buộc phải rút lui ở hướng Nam và Tây Nam. Cũng theo quan chức này, quân Ukraine cũng mở hai cuộc phản công ở gần Jeklovka và Terni nhưng cũng bị đẩy lùi Ngoài ra, đội pháo tự hành MSTAS của Nga cũng tiêu diệt một xe tăng Leopard 2 gần khu định cư Teni. Theo ông Sergei, tổn thất của quân đội Ukraine đã lên tới hai xe tăng Leopard, hai xe chiến đấu bọc thép M113, 4 xe tải, hai súng cối. Ngoài ra, trên mặt trận Marinka, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn cản quân đội Nga gần các khu định cư Marinka và Novomikhaevka ở tỉnh Donetsk, nơi họ đã đẩy lùi 4 người tấn công. Trên mặt trận Saktak, người Nga không tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào. Trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga gần khu định cư Roboti và phía tây bắc Vebove ở tỉnh Zaporizhia. Diễn biến chiến trường Ukraine sẽ thêm phần nóng bỏng sau khi có tin tiêm kích F-16 đã có mặt. Các nguồn tin cho biết 12 tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16AM đầu tiên và hai chiếc F-16BM phiên bản huấn luyện chiến đấu đã được bàn giao cho các đơn vị không quân của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Giới phân tích cho rằng các máy bay này được đặt trong các nhà chứa ngụy trang kỹ càng ở phía tây Ukraine và có thể sử dụng mạng lưới đường cao tốc liên vùng rộng lớn để che giấu vị trí cố định của chúng khỏi sự trinh sát quang điện tử của vệ tinh. Đặc điểm đặc biệt nguy hiểm của F16AM Block 20 MLU là khả năng sử dụng tên lửa không đối không AIM 120C7 với tầm bắn hiệu quả 105 đến 115 km và tên lửa AIM 120D tầm xa 150 đến 160 km trong chế độ dẫn đường tới thiết bị gây nhiễu. Yếu tố nữa khiến F-16 đáng sợ là chúng sử dụng được các vũ khí tấn công mặt đất chuẩn NATO như tên lửa chống radar AGM-88 HAM hay bom lượn AGM-154 ZSOVK tốt hơn nhiều khi tích hợp trên chiến đấu cơ chuẩn Liên Xô như MiG-29 và Su-27. Trước đó, Hà Lan cũng đã gửi những chiếc F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất tới một cơ sở đào tạo mới dành cho phi công và nhân viên Ukraine ở Romania. Theo đó, cùng với Đan Mạch, Na Uy và Bỉ, Hà Lan là một trong những nước ủng hộ Kiev và cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine trong vài năm tới. Hồi tháng 8, ông Zelensky tuyên bố rằng Hà Lan và Bỉ cùng nhau cam kết cung cấp 42 máy bay cho Ukraine, mặc dù tuyên bố chung của hai quốc gia không đề cập đến bất kỳ con số cụ thể nào. Đợt giao hàng ban đầu sẽ bao gồm 18 máy bay, Thủ tướng Hà Lan cũng cho biết rằng toàn bộ phi đội F-16 của Hà Lan, bao gồm 42 máy bay và Amsterdam, sẽ cần giữ lại một số cho mục đích huấn luyện riêng. Trong khi đó, ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Hà Lan trên X, đồng thời nói thêm rằng họ cũng sẽ thảo luận về nhu cầu quân sự hiện tại của Ukraine, bao gồm pháo binh, máy bay không người lái và phòng không. Theo ông Rutte, một số tiêu chí vẫn phải được đáp ứng trước khi việc giao hàng có thể diễn ra, bao gồm các yêu cầu về nhân sự và cơ sở hạ tầng. Thủ tướng cũng thừa nhận Hà Lan chưa xin được giấy phép xuất khẩu từ Mỹ. Washington từ lâu đã miễn cưỡng xem xét việc cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất. Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Ukraine không cần F-16. Ông nói, theo quân đội của chúng tôi hiện nay, không có cơ sở hợp lý nào để cung cấp F-16. Bên cạnh đó, một số hãng truyền thông phương Tây đưa tin rằng các máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine nhận được từ NATO có nguy cơ sẽ bị nhắm mục tiêu và tiêu diệt bởi tên lửa tầm xa 40N6 của hệ thống phòng không S-400 được triển khai trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Theo Sputnik, tên lửa 40N6 đã được Nga sử dụng hiệu quả trong kế hoạch quân sự ở Ukraine kết hợp với máy bay trinh sát radar tầm xa A-50U tên lửa 40N6 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, kể cả những mục tiêu với tốc độ cao ở tầm thấp. Theo nhà sản xuất, S-400 sẽ có thể tấn công các máy bay F-16 bằng tên lửa 40N6 ngay sau khi chúng cất cánh và đạt được độ cao bay. Điều này cho thấy rằng tên lửa 40N6 của S-400 thực sự là một vũ khí nguy hiểm mà những chiếc F-16 phải đối mặt. Quân đội Nga được cho là sẽ sớm triển khai các đoàn tàu bọc thép ra tiền tuyến trong thời gian tới. Một số hình ảnh được chia sẻ trên các trang truyền thông đã tiết lộ hoạt động huấn luyện của các trung đoàn trên các phương tiện đường sắt quân sự này. Theo một số nguồn tin, hoạt động huấn luyện diễn ra ở địa điểm an toàn, cách xa các khu vực chiến đấu. Trong kho vũ khí của quân đội Nga có 3 đoàn tàu bọc thép được đặt tên lần lượt là Volga, Yenisei và Baikal. Baikal có thời gian phục vụ lâu nhất còn Volga và Yenisei được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, thời điểm xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra. Đến thời điểm hiện tại, đoàn tàu bọc thép Baikan vẫn đang tích cực phục vụ cho kế hoạch quân sự ở Ukraine. Các đoàn tàu bọc thép của Nga đóng vai trò linh hoạt trong lực lượng vũ trang, bao gồm bảo vệ các binh sĩ chiến đấu, hộ tống và trinh sát kỹ thuật, chức năng của chúng rất đa dạng đoàn tàu Baikan đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng ngay từ thời điểm đầu cuộc xung đột. Từ tháng 3 năm 2022, các phương tiện truyền thông phương Tây đã bắt đầu đưa tin về sự xuất hiện của đoàn tàu này. Baikan lần đầu tiên được quan sát thấy tại địa điểm cách thành phố Melitopol của Ukraine khoảng 25 km về phía Bắc vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy đoàn tàu bao gồm hai đầu máy diesel và 8 toa xe được hai xe bọc thép tháp tùng. Các toa tàu nằm phía sau được trang bị hai khẩu pháo tự động ZU-23 cỡ nòng 23mm. Tàu có một toa chở khách và một toa chỉ huy. Cả hai toa đều được bọc thép. Tuy vậy, thông tin cụ thể về phần trung tâm của con tàu vẫn chưa được tiết lộ. Theo các nhà phân tích, phần trung tâm này có khả năng chứa hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hoặc hệ thống phòng không hoàn chỉnh. Việc triển khai Baikan nhằm mục đích bảo vệ các nguồn lực dự trữ của Nga ở khu vực lân cận vùng chiến sự. Điều này cho thấy Moscow có thể đề cao cảnh giác trước khả năng Ukraine điều động các nhóm biệt kích tấn công vào nguồn tiếp tế của Nga nằm phía sau giới tuyến. Đoàn tàu Volga còn được biết đến với tên gọi khác là Brickthorpe, đột phá, cũng được Nga sử dụng khi xung đột nổ ra. Nhiệm vụ chính của đoàn tàu này là thực hiện các hoạt động kỹ thuật, trinh sát và gia phá bom mìn. Các binh sĩ trên tàu được huấn luyện để sửa chữa những tuyến đường sắt bị hư hỏng. Ngoài ra, Volga cũng hộ tống việc đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm vào vùng chiến sự. Giống như Volga, Genice cũng được Nga triển khai để phục vụ cho kế hoạch quân sự. Genice thực hiện trinh sát kỹ thuật và nếu phát hiện thấy chất nổ, đội đặc công sẽ tiến hành gia phá bom mìn trên đường dây. Theo các phương tiện truyền thông, trong cuộc tập trận, quân đội Nga dường như đang nhanh chóng triển khai lực lượng mặt đất từ các đoàn tàu. Binh sĩ Nga sử dụng pháo phòng không ZU-23 để cảnh giác trước các mối đe dọa trên cao, còn xe bọc thép chở quân nhanh chóng xuất kích từ khoang chở hàng. Những xe bọc thép này được trang bị nhiều súng máy hạng nhẹ, súng chống tăng và sẵn sàng vào vị trí chiến đấu một video ghi lại khoảnh khắc các binh sĩ nga bước xuống từ ít nhất hai xe bọc thép chở quân xếp thành hai hàng và đi theo xe bọc thép cuộc tập trận này được gọi là cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo an toàn cho con tàu các thành viên liên tục kiểm tra đường dây và địa hình ở khu vực xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của thiết bị nổ lực lượng đặc công được huấn luyện đặc biệt sẽ đánh giá các tình huống và quyết định có nên tiến hành kích nổ có kiểm soát hay không Nỗ lực trinh sát chủ yếu dựa vào công nghệ máy bay không người lái UAV. UAV được triển khai trước đoàn tàu để khảo sát các tuyến đường, xác định chướng ngại vật và đảm bảo an toàn cho hành trình. Sự phối hợp và liên lạc hiệu quả cũng rất quan trọng đối với chức năng của các đoàn tàu. Quá trình liên lạc được hỗ trợ bằng một đài phát thanh di động gắn trên xe tải Jin 1316x6, đảm bảo sự tương tác liên mạch giữa phi hành đoàn với các đơn vị khác. Các binh sĩ trên tàu có thể sử dụng nhiều loại vũ khí đa dạng để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu, trong đó có súng phòng không 23mm, súng phóng lựu tự động, súng trường tấn công và súng máy hạng nặng. Những vũ khí này được sử dụng để tấn công cả các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Ngoài khả năng phòng thủ, tàu còn được trang bị vũ khí để chống lại các hoạt động trinh sát và phá hoại cũng như chống vũ khí phòng không. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Ukraine đưa tin trên kênh Telegram, lực lượng Nga đang cố gắng đánh lừa quân đội Ukraine ở khu vực Karinki trên bờ phía đông Kherson với sự giúp đỡ của những người lính giả. Một thành viên của lực lượng phòng vệ Ukraine vừa qua đưa tin trên kênh Telegram Hovoya Sniper, lực lượng Nga đang cố gắng đánh lừa quân đội Ukraine ở khu vực Karinki trên bờ phía đông Kherson với sự giúp đỡ của những người lính giả. Bằng cách đặt những con búp bê nhồi bông lên phía trên xe chiến đấu bộ binh. Lực lượng Nga muốn sử dụng chúng để mô phỏng các hoạt động tấn công nhằm đánh lừa chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine về hướng tấn công của họ. Nguồn tin cho biết, một vài xe chiến đấu bộ binh chở người và một xe chiến đấu bộ binh chở lính nhồi bông đã bị nổ tung, được gửi đi để chuyển hướng sự chú ý những bức ảnh có hình nộm của quân đội nga trên các xe bọc thép bị phá hủy cũng được đăng trên mạng xã hội điều này cũng xác nhận việc lực lượng vũ trang nga sử dụng không thành công các chiến thuật như vậy theo trang business insider cả nga và ukraine đang thi nhau triển khai vũ khí mồi nhử trên chiến trường nhằm thu hút hỏa lực làm hao hụt đạn dược và phát hiện ra vị trí của đối phương nhưng điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn do sự phát triển của công nghệ Giới chuyên gia nhận định cùng với sự phát triển của công nghệ sẽ có cuộc đua vũ khí mồi nhử. Công nghệ phát triển thúc đẩy các bên chế tạo vũ khí giả giống thật nhất có thể nhằm đánh lừa đối phương. Ông Jacques Barrot, người đứng đầu nhóm tình báo không gian địa lý, đồng thời là chuyên gia về Nga tại tổ chức phi lợi nhuận Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ, chuyên nghiên cứu và phân tích về các vấn đề quốc phòng và đối ngoại cho biết, xe tăng và vũ khí giả vốn được sử dụng từ lâu trong chiến tranh với thực tế này cũng dễ hiểu khi ukraine và nga vào cuộc đua vũ khí mồi nhử trong bối cảnh xung đột tiếp diễn lâu dài một phần chức năng của vũ khí mồi nhử là gây nhầm lẫn và đánh lừa đối phương khiến đối phương mất sức tấn công và phá hủy mục tiêu giả việc này sẽ làm hao hụt đạn dược của đối phương hoặc làm lãng phí uav tấn công một chiều gia tăng sức ép lên nguồn dự trữ và buộc các nhà máy phải tăng cường sản xuất để đáp ứng các nhu cầu việc sử dụng vũ khí mồi nhử trong chiến tranh đã có từ hàng ngàn năm trước trong nhiều cuộc xung đột. Lấy ví dụ thời hiện đại, các xe tăng làm bằng gỗ được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, hoặc các bệ phóng tên lửa di động Scud giả của Liên Xô được sử dụng trong chiến tranh vùng vịnh. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ đã khiến việc đánh lừa trở nên khó khăn hơn. Các công nghệ hiện đại như UAV trinh sát với camera nhiệt hồng ngoại đồng nghĩa với việc một bên có thể dễ dàng phát hiện ra mục tiêu giả việc xe tăng không để lại vệt trên đường là điều bất thường. Và đối phương sẽ dễ dàng phát hiện mục tiêu trước mắt là liệu pháo giả nếu nó được đặt một mình trên cánh đồng thay vì một vị trí khai hỏa thực tế với ít nhất là có các thiết bị phòng thủ cơ bản xung quanh. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video nói rằng các máy bay cường kích Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các vị trí trọng điểm của đối phương theo hướng Krasnilyman. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không điều khiển S-8 Ngoài ra cuộc tấn công còn được thực hiện độ cao cực thấp, chỉ 25 mét. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cảnh cặp máy bay Su-25 cất cánh, bay ở độ cao thấp, tấn công và thả pháo sáng làm mồi nhử chống lại tên lửa tầm nhiệt. Tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn công, cặp cường kích trở về sân bay căn cứ an toàn. Theo phi công có biệt danh The Jusei, tốc độ ở độ cao tối thiểu của Su-25 trong lúc thực hiện nhiệm vụ đạt tới mức 800 km h Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tuần trước, các đơn vị của nhóm chiến đấu Tisen đã đẩy lùi thành công 13 cuộc tấn công của lực lượng Ukraine theo hướng Krasniliman. Đối phương thương vong khoảng 1.155 người, mất một xe tăng, 19 xe chiến đấu bọc thép, 21 xe và 7 khẩu pháo dạ chiến. Su-25 là máy bay cường kích, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB. Trong hoạt động quân sự ở Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Cường kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, Su-25 của Nga thường bay ở tầm thấp so với mặt đất khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng có rủi ro nhất định khi các hệ thống Manpass của Ukraine khai hỏa trên chiến trường. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cường kích Su-25 tấn công các mục tiêu Ukraine. Đoạn video được đăng tải trên Telegram ghi lại cảnh máy bay tấn công Su-25 hoạt động trong không phận Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR. Hình ảnh được quay từ camera đặt trên máy bay cho thấy Su-25 bắn tên lửa và thực hiện các động tác né tránh khi bay ở độ cao cực thấp. Cùng thời điểm, kênh Telegram đưa tin về xung đột Nga-Ukraine đăng tải một đoạn video khác cho thấy hoạt động của Su-25 đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại thị trấn chiến lược Adipka, phía bắc Donetsk. Trong một diễn biến khác trước đó, Ukraine tuyên bố quân đội nước này vừa qua đã bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam một số nhà phân tích cho rằng có thể Kiev đã sử dụng hệ thống Patriot để thực hiện nhiệm vụ trên. Trong khi đó, người phát ngôn không quân Ukraine cho biết đây là một chiến lược được lên kế hoạch xuất sắc. Ông cho biết thành công này rất hiếm hoi và một tiêm kích như Su-34 đã không nằm trong số liệu thống kê của chúng tôi trong một thời gian dài. Nga vẫn chưa bình luận về thông báo trên, nhưng một số blogger quân sự thừa nhận Moscow đã chịu một số tổn thất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen ngợi đơn vị phòng không khu vực Odessa vì bắn hạ tiêm kích Nga quanh Kherson khu vực chứng kiến giao tranh leo thang trong những tháng gần đây. Nga vẫn kiểm soát số lượng lớn lãnh thổ ở phía đông sông Dnep sau khi rút khỏi phía tây vào năm ngoái. Các nhà phân tích nhận định Ukraine có thể đã sử dụng hệ thống Patriot với tầm bắn 160 km để tấn công các chiến đấu cơ của Nga và các lực lượng của Kiev dường như đã phóng tên lửa từ phía tây của dòng sông. Theo trang The New Voice of Ukraine, Nga có khoảng 155 tiêm kích Su-34 trước khi bắt đầu tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine với ít nhất 20 chiếc được cho là đã bị bắn hạ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Estonia Lauri Lanemet vừa qua đưa ra tuyên bố Estonia sẵn sàng giúp Ukraine huy động và đưa những nam giới tị nạn trong độ tuổi nhập ngũ trở về quê hương. Theo cảnh sát Estonia, có khoảng 7.000 người tị nạn từ Ukraine ở nước này đang là đối tượng huy động quân sự. Interfax dẫn lời Bộ trưởng Estonia cho biết, nếu Ukraine cần, Estonia có thể truy lùng những người này và dẫn về Ukraine. Ông giải thích rằng cảnh sát Estonia có thông tin về tất cả những người di cư từ Ukraine đã đến nước này. Họ sống công khai và hợp pháp nên sẽ không khó để tìm ra họ. Trong đó có khoảng 7.000 người tị nạn trong độ tuổi quân sự. Ông Lanemet cho biết hầu hết họ đi làm và có nơi cư trú ở Estonia. Phát biểu trên đài truyền hình Estonia, ông nói rõ ràng Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã nhiều lần kêu gọi ông yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm người tị nạn trong độ tuổi quân sự nhưng yêu cầu chính thức vẫn chưa được gửi đi. Có thể trong tương lai gần, một thỏa thuận song phương sẽ được ký kết, trong đó sẽ quy định các điều kiện mới để dẫn độ. Trong khi đó, ông Vasily Samova, chỉ huy lực lượng hàng không và phòng không của Lữ đoàn Bão số 3 nói, Ukraine có thể sẽ phải tổng động viên năm tới trong nỗ lực đối phó với Nga. Ông thừa nhận, Nga có ưu thế hơn trên nhiều khía cạnh, từ sức mạnh kinh tế đến dự trữ lực lượng. Trong khi đó, Kiev vẫn đang quay cuồng với cuộc phản công thất bại trong mùa hè, không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào cho tiền tuyến trong khi tổn thất hàng chục nghìn người và hàng trăm thiết bị hạng nặng. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu ước tính Ukraine đã tổn thất 383.000 binh lính kể từ khi xung đột nổ ra với khoảng một nửa số thương vong là trong cuộc phản công vừa qua. Kiev hiện chưa bình luận về những số liệu này các nước phương Tây ủng hộ Ukraine dường như bắt đầu nghi ngờ triển vọng Kiev có thể giành chiến thắng trong xung đột sau cuộc phản công thất bại. Tháng 12 năm 2023, các nghị sĩ Mỹ cho rằng cả Washington và Kiev đều không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mỹ và châu Âu cũng đang gặp khó khăn trong việc thông qua gói hỗ trợ tiếp theo cho Ukraine. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ông Samova cho rằng Ukraine nên chuẩn bị cho lệnh tổng động viên và một mùa đông lạnh giá. Năm tới thật không may là sẽ khó khăn hơn nhiều cả năm 2023 và năm 2022 cộng lại. Theo sĩ quan Ukraine, Nga đang chủ động tăng cường lực lượng và điều chỉnh nền kinh tế của mình phù hợp với các nhu cầu của quân đội. Nếu Moscow tiếp tục điều hành, họ sẽ chiếm ưu thế vào một thời điểm nào đó trong khi Ukraine không có tiềm lực động viên trên quy mô lớn và cũng không có nhiều tiền hay nguồn lực. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội nước này đề xuất triệu tập thêm 450.000 đến 500.000 người và chính phủ muốn huy động thêm 500 tỷ hryvnia, khoảng 13,3 tỷ đô la Mỹ cho nỗ lực này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rostom Umerov nói với tờ Bit của Đức rằng tất cả nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ sống ở nước ngoài sẽ được triệu hồi tới các trung tâm tuyển quân. Mạng xã hội nga gần đây lan truyền một số hình ảnh hiện trường một chiếc máy bay không người lái Ukraine đâm vào nóc một ngôi nhà trên lãnh thổ nga. Quan sát từ hình ảnh cung cấp, UAV này có tên là Uzi 25 Skyline. UAV này được nhắc đến lần đầu vào tháng 9 năm 2023 trong cuộc phỏng vấn của phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình CNN. Kể từ đó đến nay, không xuất hiện thêm một thông tin nào về loại máy bay này, đồng thời các thông số kỹ thuật của nó cũng không được tiết lộ. Hình ảnh công bố trước đó cho thấy UZ-25 có thiết kế tương đồng mẫu UAV khác của Úc Jet là UZ-23 Topaz, song được bổ sung thêm cánh mũi ở phần đầu. Theo Úc Jet, UZ, UZ-23 Topaz là UAV đa nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tình báo. Nó sử dụng động cơ phản lực có vận tốc khoảng 600 đến 800 km/h, tầm hoạt động 400 km và bay trong 90 phút. UAV được thiết kế để điều khiển thủ công hoặc di chuyển theo lộ trình được thiết lập sẵn. Cơ chế phóng cụ thể của UZ-23 không được tiết lộ, song nó có thể được triển khai mà không cần đường băng. Chuyên gia quân sự Joseph Chevitic của Dry nhận định, nếu Uzi 25 có năng lực tương tự phiên bản tiền nhiệm, nó có thể sở hữu tầm bay lên tới 800 km do chỉ phải đi một chiều, đủ khả năng tập kích phần lớn lãnh thổ nga và tất cả các khu vực mà moscow kiểm soát ở ukraine. Theo ông Chevitic, động cơ phản lực giúp Uzi 25 có tốc độ bay lớn hơn nhiều so với các mẫu uav tự sát sử dụng động cơ cánh quạt khác của ukraine, khiến phòng không nga khó đánh chặn hơn. Dù vậy, động cơ này tiêu thụ nhiều nhiên liệu và tỏa ra lượng nhiệt lớn nên dễ bị phát hiện hoặc phá hủy bởi vũ khí tầm nhiệt. Chuyên trang quân sự Defense Block cho biết UZ-25 khó đạt hiệu quả cao khi được triển khai để tập kích vật thể di động. Do nó được thiết kế để tấn công mục tiêu cố định đã biết sẵn tọa độ. Quân đội Ukraine vừa qua cũng thông báo Nga đã phóng 15 máy bay không người lái vào Ukraine, chủ yếu ở miền nam nước này, trong đó lực lượng phòng không đã phá hủy 14 chiếc trong số đó. Những máy bay không người lái này được phóng từ khu vực bờ biển Azov thuộc Nga. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Mặc dù vậy, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, Nga có đủ lực lượng máy bay không người lái UAV cảm tử để sử dụng tấn công Ukraine hàng ngày. Theo ông Yuri Inat, Nga đang tích trữ các loại vũ khí như UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cho các cuộc tấn công mới không quân Ukraine cho biết Nga đang phóng thêm tên lửa hành trình Kinza KH-101 và KH-505 từ máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS. Bình luận trên của ông Inat được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Giới chức Ukraine cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga sẽ gia tăng trong mùa đông khi Moscow tập trung vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Trước đó, ông Inat cho biết Nga đang sử dụng máy bay không người lái sa hết cải tiến, được trang bị vật liệu hấp thụ radar và sơn màu đen để ngụy trang trên bầu trời đêm. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể sẽ mở rộng khả năng phóng UAV để bảo vệ lực lượng của mình, đồng thời gây áp lực cho nỗ lực phòng không của Ukraine. Theo ghi nhận trong ngày qua, quân đội Nga chỉ thực hiện một cuộc không kích có sử dụng 4 quả bom dẫn đường nhằm vào Karinki ở tà ngạn vùng Kherson. Bên cạnh đó, còn có một tên lửa không đối đất KH-59 được phóng về hướng Karopivnitsky, nhưng đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn. Con số này ít hơn 3 lần so với ngày trước, khi quân đội Nga tiến hành 3 cuộc không kích sử dụng 15 quả bom dẫn đường nhằm vào các mục tiêu ở bờ trái và bờ phải sông Dnieper ở vùng Kherson tần suất máy bay Nga tấn công miền nam Ukraine đã giảm mạnh sau khi quân đội Ukraine thông báo rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ cùng lúc ba máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga. Theo người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yuri Inat, người Nga đã trở nên táo bạo và muốn bay gần hơn để tấn công bằng bom dẫn đường vào các tuyến phòng thủ sâu hơn của quân đội Ukraine. Ông Inat nói, bom lượn nặng 500 kg của họ có thể bay được 70 km và sâu 20 đến 25 km vào sau hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Họ đã mạo hiểm và không thành công. Phát ngôn viên này cho hay tổ hợp Patriot đã phản ứng nhanh như chớp và rất chính xác để bắn hạ các tiêm kích bom Su-34 Nga khi phát hiện chúng bay rất gần. Ông Valery Romanenko, chuyên gia hàng không Ukraine cho rằng phi công Nga đã không nhận thức được năng lực đánh chặn tầm xa của hệ thống phòng không Patriot. Chuyên gia này nhận định họ bay cùng nhau và bị phát hiện. Họ không lường được rằng tổ hợp Patriot có tầm bắn lên tới 160 km với mục tiêu là máy bay. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc Ukraine bắn hạ tiêm kích Su-34 Nga là một trong những chìa khóa dẫn đến kết thúc cuộc chiến. Ông Zelensky cũng cảm ơn tất cả các đối tác đã giúp đỡ chúng tôi trong việc này. Ukraine đang chuẩn bị cho việc đón các hỗ trợ cần thiết vào năm tới. Nga gần đây tăng cường sử dụng bom lượn tập kích khu vực sông Doniape tiền tuyến mới ở mặt trận Kherson. PS01, tài khoản mạng xã hội chuyên đưa tin về chiến sự Ukraine cho biết không quân Nga ném trung bình khoảng 100 quả bom xuống khu vực này mỗi ngày. Tài khoản này viết, những quả bom lượn của Nga hoàn toàn không thể ngăn chặn, phần lớn được thả một cách chính xác xuống mục tiêu. Theo chuyên gia quân sự David As khi được thả ở độ cao hàng nghìn mét, những quả bom này có thể bay xa 40 km và gây sát thương trong phạm vi hàng chục mét xung quanh mục tiêu. Ông As nói, tập kích đối phương bằng bom lượn giúp chiến đấu cơ Nga có thể công kích từ ngoài tầm bắn hiệu quả của phần lớn hệ thống phòng không mặt đất Ukraine. Các trường hợp phi công Nga mạo hiểm bay gần phòng tuyến để thả bom là cơ hội hiếm hoi để phòng không Ukraine bắn hạ tiêm kích bom của đối phương. Thưa quý vị, trang quân sự Defense trích dẫn thông cáo được nhóm ATES đăng trên Telegram cho biết các đặc vụ của lực lượng này gần đây đã xâm nhập vào đội ngũ công nhân viên nhà máy vũ khí Tula của Nga. Các đặc vụ hoạt động tại đó không chỉ thực hiện việc thâm nhập và trinh sát các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tại nhà máy mà còn có nhiệm vụ làm giảm tiềm lực quân sự của Nga nhóm ủng hộ chính quyền ukraine ates cho hay các đặc vụ của lực lượng này gần đây đã xâm nhập vào đội ngũ công nhân viên nhà máy vũ khí tula của nga theo nhóm quân sự ates mục đích của họ trong việc xâm nhập vào hệ thống nhân sự của nhà máy vũ khí tula tại nga là để thu thập thông tin tình báo về hoạt động sản xuất tại cơ sở này theo nhóm này, các đặc vụ hoạt động tại đó không chỉ thực hiện việc thâm nhập và trinh sát các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tại nhà máy, mà còn có nhiệm vụ làm giảm tiềm lực quân sự của Nga. Giới chức an ninh Nga tới nay chưa bình luận về nội dung bản thông cáo được đi fanua.com trích dẫn. Tờ Bưu điện Washington trong bài đăng vừa qua dẫn lời các binh sĩ Ukraine hoạt động ở tiền tuyến nói rằng các lực lượng vũ trang Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng và điều này cản trở các hoạt động tấn công, trong khi phía Nga dường như không gặp phải tình trạng tương tự. Người này cho biết, binh sĩ ở tiền tuyến rất mệt mỏi, họ vẫn có động lực chiến đấu, nhưng không thể giành được chiến thắng chỉ với động lực thời gian đầu của xung đột Ukraine, Nga gặp khó khăn nhất định trong sản xuất đạn dược do các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu do phương Tây áp đặt. Nhưng nay, Nga đã tìm cách vượt qua được các trở ngại đó và đẩy mạnh hoạt động công nghiệp quốc phòng trên quy mô lớn. Không những vậy, Nga còn nhận được khối lượng lớn đạn pháo từ một số đồng minh của mình. Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, một số chuyên gia chính trị quân sự, an ninh trên toàn cầu nhận định rằng Ukraine khó giành chiến thắng trên chiến trường nếu không tiếp tục nhận được hỗ trợ về không quân và phòng không từ phương Tây. Viện trợ của phương Tây đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, một số quyết định từ phương Tây đã khiến Ukraine chưa đạt được thành công trên chiến trường. Bất chấp lời đề nghị từ Ukraine, Mỹ vẫn không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do nước này sản xuất cho Kiev, mà chỉ cho phép các đồng minh gửi loại tiêm kích này tới Ukraine sau khi hoàn thành khóa đào tạo phi công. Điều này khiến Ukraine vẫn phải sử dụng các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cũ hơn. Với việc Nga có số lượng máy bay chiến đấu nhiều gấp 10 lần Ukraine, không quân Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trên chiến trường. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí hiện đại như hệ thống pháo phản lực phóng loạt, MLRS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC MS. Tuy nhiên, Washington chỉ gửi cho Kiev số lượng nhỏ chưa đủ để tạo đột phá trên chiến trường. Mặc dù có hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực dòng M1 Abrams trong kho dự trữ, nhưng Mỹ chỉ giao 31 xe tăng loại này cho Ukraine sau gần 2 năm xung đột Liên minh châu Âu EU đã viện trợ cho Ukraine khoảng 80 tỷ đô la Mỹ, nhưng phần lớn là dưới dạng hỗ trợ tài chính thay vì cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp. Ba Lan đã chuyển giao hơn 320 xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại hóa cho Ukraine trong năm 2022 và đầu năm 2023. Estonia cung cấp cho Ukraine số lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự tương đương với 1 phần 3 ngân sách quốc phòng của nước này. Latvia quyết định chuyển giao toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger cho Ukraine. Anh cung cấp cho Ukraine hệ thống chống tăng NLAVK tên lửa hành trình Storm Shadow và xe tăng Challenger. Giới quan sát đang đưa ra những đánh giá về khả năng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong năm 2024. Điều này được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Một số nhà hoạch định chính sách phương Tây lo ngại rằng việc cung cấp cho Ukraine vũ khí giúp Kiev đạt được thành công trên chiến trường sẽ vượt qua làn danh đỏ của Tổng thống Putin, gây nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân đã bị nhiều chuyên gia bác bỏ, trong đó có người đứng đầu cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Gần đây, Nhà Trắng thừa nhận Mỹ đã chi hết 96% ngân sách mà Quốc hội thông qua để viện trợ cho Ukraine, và họ chỉ còn lại tiền để chi tiêu tới hết tháng này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho biết khi số tiền này cạn kiệt, Mỹ sẽ không thể bổ sung vũ khí vào kho dự trữ của chính mình nhằm thay thế vũ khí đã được gửi đến chiến trường ở Ukraine. Bà Jean-Pierre nói rằng Washington hiện phải cung cấp lượng viện trợ quân sự nhỏ hơn cho Kiev khi ngân sách của nước này ngày càng eo hẹp Tại châu Âu, nhiều quốc gia đã đảo ngược chính sách viện trợ cho Ukraine sau các cuộc bầu cử gần đây. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn 2 năm và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, viện trợ của quốc tế dành cho Kiev trong tương lai chắc chắn sẽ suy giảm. Với lực lượng và khả năng nhỏ hơn nhiều so với Nga, quân đội Ukraine sẽ không thể tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn trong năm tới mà không có sự hỗ trợ từ phương Tây sự đảo ngược chính sách của các nhà lãnh đạo phương Tây vào đầu năm 2024 có thể giúp Ukraine được trang bị những khả năng cần thiết để giành chiến thắng trong xung đột vào cuối năm tới. Điều đó nghĩa là phương Tây cần cung cấp thêm cho Ukraine đạn pháo, tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và vũ khí có thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga. Các nhà phân tích cho rằng nếu Ukraine thành công trên chiến trường vào năm 2024, thì điều đó sẽ có tác động sâu rộng đến an ninh châu Âu và tình hình quốc tế. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh lương thực toàn cầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ được giải quyết phần nào. Nông dân Ba Lan sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa cửa khẩu biên giới Medica-Sehini với Ukraine kể từ 8 giờ giờ địa phương ngày 24 tháng 12 cho đến ngày 2 hoặc ngày 3 tháng 1 năm 2024. Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Yulia Sviridenko vừa qua đã xác nhận thông tin này và đánh giá việc giải tỏa cửa khẩu nói trên là một sự cải thiện đáng kể tình hình ở biên giới phía Tây quyết định dỡ bỏ phong tỏa được những người biểu tình đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày với Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Seklo và nhận được đảm bảo của vị quan chức chính phủ rằng các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng dù sẽ cần thêm thời gian. Bộ trưởng Sikirski khẳng định các quỹ để đáp ứng một số yêu cầu của người biểu tình đã được cấp trong bối cảnh dự luật ngân sách nhà nước đang chờ được phê duyệt. Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã ký một thỏa thuận, trong đó chính phủ Ba Lan cam kết sẽ đình chỉ việc nhập khẩu đường và thanh toán ngay trợ cấp trực tiếp cho nông dân. Trong khi đó, đại diện những người biểu tình, ông Roman Kondrao cho biết, sau thời gian tạm dừng, việc biểu tình có thể sẽ không tiếp diễn nếu người biểu tình nhận được đảm bảo bằng văn bản của Thủ tướng Donald Trump rằng các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Nông dân tại làng Potkapaka bắt đầu chặn cửa khẩu Medica từ hôm 23 tháng 11 và đề nghị chính phủ đáp ứng các yêu cầu của họ, trong đó có việc trợ cấp ngô, bổ sung tiền cho các khoản vay thanh toán và duy trì thuế nông nghiệp ở mức hiện nay vào năm 2024. Trước đó, các hãng vận tải Ba Lan đã chặn giao thông tại các cửa khẩu biên giới lớn với Ukraine từ hôm 6 tháng 11 và yêu cầu Liên minh châu Âu EU khôi phục việc cấp giấy phép bắt buộc đối với các công ty vận tải Ukraine hoạt động trong EU do vấn đề cạnh tranh về giá cước dịch vụ. Các hãng vận tải Ba Lan cũng tham gia cùng nông dân nước này trong việc yêu cầu chính phủ trợ cấp cho ngô và không tăng thuế. Ba Lan trở thành một trong những đồng minh nổi bật nhất của Ukraine sau khi xung đột quân sự bùng phát tại quốc gia láng giềng phía đông này hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình hiện nay của nông dân và lái xe tải Ba Lan cùng các tranh chấp liên quan đến ngũ cốc Ukraine đã khiến mối quan hệ giữa Warsaw và Kiev trở nên căng thẳng. Chính phủ mới của Ba Lan do Thủ tướng Donald Trump lãnh đạo đang hy vọng sẽ chấm dứt việc phong tỏa các cửa khẩu biên giới với Ukraine vào cuối năm nay. Những người đam mê trò chơi trực tuyến game thủ đã vô tình để lộ các thông tin nhạy cảm về xe chiến đấu bộ binh bọc thép M2A2 Bradley do Mỹ phát triển trên diễn đàn của trò chơi War Thunder. Theo đài RT, tin mật bị tiết lộ trong lúc các game thủ tranh luận sôi nổi về các chi tiết kỹ thuật chính xác trong công nghệ quân sự yêu thích của họ. Cụ thể, ít nhất hai trang trong sách hướng dẫn về xe bọc thép M2A2 Bradley mô tả chi tiết về cửa sập dành cho chỉ huy cũng như cụm tháp pháo, cách lắp lấp giáp cho đến từng chốt và đai ốc đã bị do dỉ trên diễn đàn về trò chơi War Thunder do Gaijin Entertainment, một công ty có trụ sở tại Budapest, Hungary, phát triển. Người sáng lập công ty Gaijin Entertainment, ông Anton Judinset, xác nhận trong một tuyên bố vừa qua có một bài đăng chứa thông tin mật hoặc thông tin bị cấm đăng liên quan đến xe Bradley vào hôm 12 tháng 12. Người kiểm duyệt đã xóa thông tin nhạy cảm sau vài phút, nhưng một số người dùng đã kịp tải xuống và chia sẻ với giới truyền thông. Mặc dù không được phân loại là tuyệt mật, nhưng sách hướng dẫn kỹ thuật nói trên có chứa dữ liệu mà chỉ Lầu Năm Góc và các nhà thầu của Lầu Năm Góc mới có thể tiếp cận. World Thunder là một trò chơi chiến đấu nhiều người chơi miễn phí, trong đó người chơi chiến đấu với nhau bằng cả các thiết bị quân sự hiện đại và thiết bị cũ. Nhiều người hâm mộ trò chơi bị ám ảnh bởi độ chính xác và thúc ép các nhà thiết kế trò chơi phải đưa ra được mọi chi tiết chính xác. Họ thường dùng các tài liệu bị cấm đăng để bàn luận. Chỉ riêng trong năm nay, những người hâm mộ trò chơi War Thunder đã tiết lộ một số thông tin mật về trực thăng AH-64D Apache Longbow, F-117 Nighthawk, F-16 Fighting Falcon và F-15E Strike Eagle những tiết lộ trước đây liên quan đến xe tăng Leclerc và Challenger 2 của Pháp cũng như đạn chống tăng dtc 10 của Trung Quốc. Tổng cộng, trong những năm qua, các game thủ đã chia sẻ thông tin mật và thông tin nhạy cảm ít nhất 14 lần. Tuy nhiên, theo ông Judith vụ do gì cụ thể này không bắt nguồn từ diễn đàn World Thunder mà xuất hiện trên nhiều mạng xã hội khác như Reddit và Discord, ít nhất kể từ ngày 8 tháng 12. Ông cho biết công ty đang cố gắng hết sức để nhanh chóng xử lý những người dò dỉ tài liệu. Ông tuyên bố diễn đàn World Thunder chắc chắn là một trong những diễn đàn nghiêm ngặt nhất trên trái đất về mặt này. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, ông Antti Hakkanen vừa đưa ra cảnh báo phương Tây không có đủ đạn dược để hỗ trợ lực lượng Kiev vô thời hạn và nếu không tăng cường sản xuất vũ khí, xung đột ở Ukraine có thể sẽ chuyển biến sang hình thức chiến tranh lạnh mới. Ông Antony Harkanen nói, đề cập đến việc thiếu hụt đạn dược cung cấp cho Ukraine, tôi nghĩ nhiều nước phương Tây đang nghĩ đây chỉ là một vấn đề ngắn hạn. Ông Antony Harkanen cho hay, nhiều người đang đánh giá quá cao khả năng của phương Tây và Ukraine, tuy nhiên Nga có khả năng tiếp tục cuộc xung đột này trong nhiều năm, nhấn mạnh đến năng lực sản xuất vũ khí và tuyển mộ tân binh của Nga. Vừa qua, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine. Ông Stoltenberg nói, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho những tin xấu, khi được hỏi liệu ông có lo ngại tình hình ở Ukraine sẽ xấu đi trong tương lai hay không. Theo ông Stoltenberg, điều quan trọng là phải tăng cường sản xuất đạn dược, tuy nhiên thừa nhận các nước NATO không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ Kiev. Ông cũng cho biết Ukraine đang ở trong tình thế nguy kịch. Ukraine gần đây đang gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn viện trợ của phương Tây, bao gồm cả châu Âu và Mỹ. Thưa quý vị, trả lời câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Economic Pravda của Ukraine, ông Vladislav Penbas, giám đốc công ty vũ khí thiết bị bọc thép Ukraine cho biết, quân đội Ukraine ở mặt trận sử dụng xe bọc thép của nước ngoài nhiều hơn xe của Ukraine, trong khi hiệu quả chiến đấu không khác gì nhau, nhưng với giá đắt hơn nhiều. Giám đốc công ty vũ khí thiết bị lọc thép Ukraine là ông Vladislav Benbas hôm 22 tháng 12 cay đắng nói rằng quân đội Ukraine ở mặt trận sử dụng xe bọc thép của nước ngoài nhiều hơn xe của Ukraine, trong khi thiết giáp nội địa có giá rẻ hơn xe phương Tây tới 20-30%. đến 30%. Trước thực trạng trên, ông chỉ trích việc giới chức lãnh đạo quân đội chuyển tiền ra nước ngoài mua những thiết bị có tính năng tương tự trong nước nhưng lại đắt tiền hơn là điều hết sức thiền cận. Theo ông, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Quốc phòng đã có nhận thức sai lầm về sự hỗ trợ kỹ thuật của phương Tây trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Các chính phủ phương Tây, chứ không phải các công ty sản xuất quốc phòng phương Tây, đã cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine mua thiết bị, nhưng các nhà sản xuất phương Tây lợi dụng điều này để ép giới chức lãnh đạo Kiev phải mua thiết bị của họ. Ông Ben Bat cay đắng giải thích, họ đến Ukraine và nói chúng tôi cung cấp cho bạn 200 chiếc xe miễn phí, nhưng bạn phải mua chúng bằng tiền. Trước đó, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất đáng kể trên chiến trường và cuộc phản công của Kiev không đạt được mục tiêu như các đồng minh phương Tây kỳ vọng. Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đang đối mặt với những khó khăn lớn bất chấp việc họ được phương Tây viện trợ nhiều vũ khí hiện đại. Tổng thống Putin nói huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm của vũ khí phương Tây đã sụp đổ khi chúng tham chiến ở Ukraine. Trong suốt cuộc xung đột Ukraine, các nước như Mỹ, Đức, Pháp, Anh đã cung cấp cho Kiev hàng trăm thiết bị quân sự hạng nặng hiện đại do phương Tây sản xuất như xe tăng Leopard 2, xe tăng M1 Abrams và Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley và hàng nghìn phương tiện quân sự khác. Dù vậy, các phương tiện chiến đấu của phương Tây liên tiếp gặp thất bại trên chiến trường miền đông Ukraine, trong đó điển hình là chiến dịch phản công vào mùa hè của Kiev. Trước đó, truyền thông phương Tây luôn ca ngợi các vũ khí này vượt trội hơn so với Nga. Tụt hậu công nghệ so với Nga và Trung Quốc, chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM LGM-35A Sentinel hiện đang được phát triển cho không quân Mỹ. Ngày càng phải đối mặt với nguy cơ cắt giảm sâu và có thể bị hủy bỏ do chi phí quá lớn trong quá trình phát triển, điều này cũng làm dấy lên lo ngại rằng việc trang bị những tên lửa như vậy trong tương lai có thể không hợp túi tiền. Chi phí của chương trình Sentinel ban đầu được ước tính là 96 tỷ đô la Mỹ, nhưng các điều kiện mới cho thấy chi phí cho mỗi tên lửa mới giờ đây có thể cao hơn 50%. Do đó, Chi phí sửa đổi cho 659 tên lửa theo kế hoạch có thể lên tới gần 117 tỷ đô la Mỹ, đồng thời chi phí cho mỗi tên lửa dự kiến sẽ tăng hơn đáng kể nữa nếu số lượng tên lửa được chế tạo hoàn chỉnh hơn. Chi phí lao động và chi phí nguyên liệu thô tăng là nguyên nhân chính, trong đó chương trình cũng yêu cầu hiện đại hóa sâu rộng cơ sở hạ tầng tên lửa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và lắp đặt mạng cáp quang rộng khắp nhiều bang của nước Mỹ được phát triển để thay thế cho tên lửa LGM 30G Minuteman 3 đã cũ. Ước tính mới nhất về chi phí của Sentinel cho thấy rằng chúng có thể vượt quá giới hạn của luật Nan mccurdy Luật Nan mccurdy buộc lầu năm góc phải thông báo cho Quốc hội Mỹ và phải giải trình bất cứ dự án nào đội vốn ban đầu 15%, 25% hoặc tối đa 50%. Khi đó, để tiếp tục dự án, lầu năm góc có thể sẽ phải yêu cầu bổ sung kinh phí. Tên lửa Minuteman 3 hiện đang được sử dụng là loại ICBM duy nhất của Mỹ và thế giới phương Tây, đồng thời là loại tên lửa ICBM lâu đời nhất trên thế giới. Nó có lịch sử hoạt động hơn 50 năm. Báo cáo mới nhất về tình trạng đội vốn nghiêm trọng theo tiết lộ của Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ngày 14 tháng 11 cảnh báo rằng chương trình Sentinel đang bị đưa ra xem xét. Trong khi đó, nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ lại rất thiếu kinh nghiệm trong việc phát triển ICBM trong suốt nửa thế kỷ qua. Kendall đã giải thích rõ hơn về những khó khăn. Ông cho biết còn rất nhiều điều chưa biết đã xuất hiện trong quá trình chế tạo. Nó đang ảnh hưởng đến chương trình Sentinel. Một phần là do đã rất lâu rồi chúng ta mới chế tạo một loại ICBM. Các vấn đề phát sinh của chương trình đã làm dấy lên lời kêu gọi ngừng chế tạo ICBM Munich Man 3 và cũng không được phát triển thêm một chương trình nào tương tự như vậy để thay thế. Thay vào đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung nguồn lực và tăng tài trợ cho hai nhánh còn lại của bộ ba hạt nhân, đó là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Máy bay ném bom chiến lược B21 bay lần đầu tiên vào tháng 11 vừa qua đã gây được sự chú ý và nhận được nhiều lời kêu gọi nhằm xây dựng một phi đội với hơn 200 máy bay. Nhiều chuyên gia cho rằng việc chuyển hướng tài trợ từ chương trình Sentinel sang B21 có thể trở nên khả thi hơn nhiều. Kho ICBM Munich Man 3 hiện cũng đã xuống cấp do tên lửa được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua và đã vượt xa mốc thời gian phục vụ dự định ban đầu. Theo đó, người chỉ huy đã cảnh báo rằng các tên lửa này đã lỗi thời đến mức các nhà thiết kế ban đầu của chúng đã qua đời và các kỹ sư thậm chí không còn một số tài liệu kỹ thuật cần thiết nữa tên lửa đạn đạo liên lục địa Munich Man 3 dựa trên thiết kế Munich Man 1 ban đầu từ năm 1962 và đã được đưa vào sử dụng từ năm 1970. Vì vậy, nếu chương trình Sentinel bị hủy bỏ, lựa chọn duy nhất cho lầu năm góc khả thi đó là Mỹ học theo cách mà Anh và Pháp đang làm, đó là bỏ hoàn toàn khả năng gian đe ICBM chiến lược trên bộ để chuyển sang lực lượng ICBM hoàn toàn dựa trên tàu ngầm. Phát biểu tại hội nghị quốc tế ở Tehran về Palestine mới đây, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi nói Mỹ là thủ phạm của những tội ác lớn và sự bất ổn toàn cầu, phân biệt chủng tộc và vi phạm nhân quyền. Mỹ là nhân tố lớn nhất gây bất ổn trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Afghanistan, Iraq, Syria, Liban và những nơi khác trên thế giới. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đưa ra chỉ trích sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Washington không tìm kiếm chiến tranh với Iran và kêu gọi Tehran giảm căng thẳng ở Trung Đông. Ông Austin cũng lên án các cuộc tấn công ngày càng gia tăng trong khu vực bởi các lực lượng có liên hệ với Iran đe dọa người dân trong khu vực và làm leo thang xung đột Israel Hamas. Trước đó, nhà trắng cáo buộc Iran can dự sâu các kế hoạch tấn công tàu hàng trên biển Đỏ từ hướng Yemen. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Iran tham gia rất sâu vào việc lập kế hoạch hoạt động nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và các thông tin tình báo mà nước này cung cấp là chìa khóa để giúp lực lượng hô thi ở Yemen nhắm mục tiêu vào các con tàu này. Quan chức Mỹ cho biết thêm, Iran cung cấp cho lực lượng Houthi sự hỗ trợ mạnh mẽ, bao gồm việc chuyển giao các thiết bị quân sự tiên tiến bên cạnh sự hỗ trợ tình báo, tài chính và huấn luyện. Theo quan chức Mỹ, trong suốt cuộc khủng hoảng Gaza, sự hỗ trợ của Iran đã tạo điều kiện cho lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các mục tiêu hàng hải ở Biển Đỏ. Mặc dù Iran thường trao quyền đưa ra các quyết định hành động cho lực lượng Houthi, nếu không có sự giúp đỡ từ Iran, lực lượng Houthi sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi và tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông Ba Lan OSVK, Justina Gotkowska và chuyên gia cao cấp về an ninh quốc phòng thuộc OSW Jakub Graka ngày 22 tháng 12. Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Litva Avidat Anus Sokat đã ký lộ trình triển khai lữ đoàn Đức tại Litva, lữ đoàn Litva. Thỏa thuận mới giữa Đức và Litva sẽ dẫn đến việc quân đội Đức phải triển khai lực lượng thường trực ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Vào năm 2024, sở chỉ huy của lữ đoàn trên sẽ được khai trương và vào năm 2025-2026, hầu hết các đơn vị trực thuộc sẽ được triển khai. Lữ đoàn này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027 và cuối cùng sẽ có quân số khoảng 4.800 quân. Phía Litva sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cho lữ đoàn. Lữ đoàn Litva sẽ bao gồm tiểu đoàn cơ giới 122 từ Bavaria, khoảng 600 binh sĩ và 44 xe chiến đấu bộ binh Puma và tiểu đoàn thiết giáp 203 từ Bắc Rhine right Westphalia, khoảng 600 binh sĩ và 44 xe tăng Leopard 2A7. Nhóm chiến đấu NATO trước đây được triển khai ở Litva, hiện có quân số khoảng 1.400 binh sĩ, cũng sẽ trở thành một phần của lữ đoàn, trong đó có khoảng 850 quân Đức, sẽ được chuyển đổi thành một tiểu đoàn đa quốc gia vào năm 2026. Hai địa điểm đóng quân của lữ đoàn đã được lên kế hoạch. Ratniki, hai tiểu đoàn Đức và Rukla, nơi triển khai nhóm chiến đấu NATO. Lữ đoàn Litva sẽ trực thuộc sư đoàn thiết giáp số 10 của Đức. Đây sẽ là sư đoàn đầu tiên trong số 3 sư đoàn của Đức được trang bị đầy đủ và hoạt động như một phần đóng góp cho kế hoạch phòng thủ của NATO. Các chuyên gia Gotkowska và Kraka nhận định việc thành lập và triển khai lữ đoàn ở Litva là dự án hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius nhằm thể hiện rằng quân đội nước này đang thực hiện chính sách an ninh. Như vậy, Đức muốn lấy lại uy tín sau những chỉ trích gay gắt liên quan đến việc giao vũ khí chậm chạp cho Ukraine trong năm đầu tiên của cuộc xung đột và chi tiêu quốc phòng không đủ định mức của NATO. Đây cũng là một bước quan trọng Mặc dù cần lưu ý rằng việc hoàn thành kế hoạch vào năm 2027 vẫn là chưa chắc chắn và việc thực hiện sẽ phụ thuộc vào tiến bộ của Litva trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự cũng như phụ thuộc vào việc tăng chi tiêu quốc phòng của Đức hay tìm kiếm nhân sự sẵn sàng triển khai. Lữ đoàn mới sẽ nằm trong kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO đã được phê duyệt tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm nay. Kế hoạch trên là sự tiếp nối của quá trình được đưa ra khi Tổng thống Litva Gitanas Noseda và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ký thông cáo chung vào tháng 6 năm 2022. Trong đó, các bên đồng ý rằng Đức, ngoài việc chỉ huy nhóm chiến đấu đa quốc gia của NATO, sẽ phân công một lữ đoàn để bảo vệ Litva. Những tháng tiếp theo đã gây ra tranh cãi về cách giải thích thông báo. Berlin vẫn giữ quan điểm rằng phần lớn lữ đoàn sẽ đóng quân vĩnh viễn ở Đức trong khi Vinnius bảo lưu quan điểm về việc triển khai vĩnh viễn lực lượng Đức ở Litva. Cuộc tranh luận đã kết thúc bằng tuyên bố của Bộ trưởng Piotros vào tháng 6 năm nay rằng Đức sẵn sàng triển khai lâu dài lữ đoàn ở Litva trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ý tưởng thành lập một lữ đoàn tách biệt khỏi nhóm chiến đấu NATO đã bị bác bỏ. Điều này có lẽ liên quan đến những khó khăn trong việc bố trí các đơn vị hỗ trợ cho ít nhất 3 tiểu đoàn Đức và việc thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ ở Litva. Tóm lại, nếu thỏa thuận với Đức được thực hiện đầy đủ, Litva rất có thể sẽ có sự hiện diện quân sự lớn nhất của NATO. Chuyển sang những thông tin về diễn biến xung đột Hamas Israel. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh nội địa Israel Shinbet tối 23 tháng 12 thông báo đã sử dụng máy bay chiến đấu ám sát thành công Hassan Attach, nhân vật chuyên phụ trách buôn lậu vũ khí cho Hamas lực lượng phòng vệ israel idf và cơ quan an ninh nội địa israel sinbet vừa qua thông báo đã sử dụng máy bay chiến đấu ám sát thành công hassan atrat nhân vật chuyên phụ trách buôn lậu vũ khí cho hamas cụ thể trong một thông báo đính kèm video liên quan trên tài khoản mạng xã hội x idf cho biết vụ ám sát diễn ra ở rafah và trong vụ ám sát này idf cùng với sinbet đã loại bỏ hassan atrat người chịu trách nhiệm buôn bán sản xuất và trang bị cho lực lượng quân sự của hamas IDF cho biết thêm Atras cũng tham gia buôn lậu vũ khí từ nhiều quốc gia khác nhau đến giải Gaza. Gần đây, nhân vật này còn tham gia buôn lậu vũ khí đến Judea và Samaria. Cùng ngày, truyền thông địa phương cho hay IDF đã thông báo với phía Ai Cập về ý định chiếm khu vực biên giới giữa giải Gaza với Ai Cập tại thị trấn Rafah và yêu cầu binh sĩ của Cairo phải rời khỏi địa điểm này. Theo đó, IDF đã nhấn mạnh với phía Ai Cập rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn cho binh sĩ của Cairo khi Israel cố gắng kiểm soát khu vực biên giới Rafah. Phía IDF thậm chí tuyên bố sẽ hoạt động quân sự tại khu vực này dù phía Ai Cập có đồng ý hay không vụ tấn công này xảy ra sau khi một quan chức của phong trào vũ trang hamas tuyên bố sẽ không đồng ý thả bất kỳ con tin israel nào trừ khi đáp ứng được hai điều kiện về việc ngừng bắn và cho phép đưa thêm viện trợ vào giải gaza trả lời phỏng vấn báo chí tại cairo ai cập quan chức hamas có tên taher anono cho biết hamas sẽ không đồng ý thả bất kỳ con tin israel nào trừ khi israel ngừng các cuộc tấn công bạo lực vào gaza và có thêm viện trợ được đưa tới khu vực này theo vị cố vấn truyền thông cho người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas, phong trào này chưa sẵn sàng thảo luận về việc thả thêm con tin Israel cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza và tăng số lượng viện trợ nhân đạo cho dân thường. Quan chức Hamas khẳng định vấn đề con tin có thể được thương lượng sau khi hai vấn đề này được đáp ứng và phong trào này không thể nói về việc đàm phán vào thời điểm Israel tiếp tục các hành động gây hấn và xâm lược. Quan chức Hamas cho biết thêm phái đoàn của phong trào được cử đến Cairo đã giải thích đầy đủ về tình hình trên thực địa và chính trị, cũng như sự cần thiết phải cải thiện điều kiện nhân đạo và tăng cường viện trợ cho người dân Palestine, đảm bảo viện trợ được chuyển tới tất cả các khu vực ở phía Bắc và phía Nam của giải Gaza. Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, đã đến Ai Cập vào hôm 20 tháng 12 để hội đàm với các quan chức chủ nhà đang nỗ lực tìm cách hòa giải hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo. Ngoài ra, phong trào Jihad hồi giáo hiện cũng đang giam giữ một số con tin ở Gaza, cũng cho biết sẽ cử phái đoàn đến Ai Cập trong những ngày tới để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Theo hãng tin Tas, đại sứ Palestine tại Áo, đồng thời là quan sát viên thường trực của Liên hợp quốc tại Viên, ông Salah Abdel Shafi cho biết Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn lên tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi sau tuyên bố của Bộ trưởng Di sản và các vấn đề ở Jerusalem của Israel, ông Amihai Eliyahu, về khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân vào giải Gaza. Nhà ngoại giao Palestine nhấn mạnh, tuyên bố gần đây của một trong các Bộ trưởng Israel, Bộ trưởng Di sản, khi ông nói rằng Israel phải thả bom hạt nhân xuống Gaza, về cơ bản là sự thừa nhận của một Bộ trưởng Israel rằng Israel sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà nước này từ lâu phủ nhận. Đó là lý do tại sao, trong bối cảnh đó, không chỉ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gửi thư mà chính phủ của chúng tôi, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi đã gửi thư cho Tổng giám đốc IAEA. Ông Abdel Shafi cho biết thêm, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã gửi thư về vấn đề này. Ông nhấn mạnh, các nước Ả Rập và nhóm đại diện các nước Ả Rập ở Viên luôn đặt vấn đề vũ khí hạt nhân của Israel và chương trình nghị sự của IAEA. Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông không tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ở Gaza, các tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại về việc xung đột mở rộng có khả năng liên quan đến vũ khí hạt nhân israel duy trì chính sách mơ hồ về hạt nhân chưa bao giờ trực tiếp xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của kho vũ khí này nhiều tổ chức và quốc gia tin rằng israel có vũ khí hạt nhân tuy nhiên nếu có thì họ cũng tiến hành rất ít cuộc thử nghiệm bí ẩn xung quanh chương trình hạt nhân của tel aviv làm dấy lên câu hỏi trong giới chuyên gia quân sự về khả năng gian đe thực tế của quốc gia trung đông chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ican Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2017 cho biết Israel là quốc gia có vũ khí hạt nhân và là quốc gia duy nhất như vậy ở Trung Đông. Alicia Sanders Zakre, điều phối viên nghiên cứu và chính sách của ICAN, nói trên sao China Morning Post: "Việc Israel sở hữu vũ khí hạt nhân làm tăng đáng kể những rủi ro liên quan đến xung đột và góp phần gây ra căng thẳng trong khu vực. Bà cũng nhận định khả năng gia tăng căng thẳng theo hướng này là một mối nguy hiểm thực sự." Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết đang quan ngại theo dõi những diễn biến trong khu vực, nơi cơ quan này thực hiện các hoạt động nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân xem Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Nga là các quốc gia hạt nhân vì họ đã chế tạo và thử nghiệm chất nổ hạt nhân trước năm 1967. Israel, Pakistan và Ấn Độ chưa bao giờ ký hiệp ước. Mặc dù Israel khẳng định họ không quan tâm đến việc đưa vũ khí hạt nhân vào Trung Đông, nhưng nước này vẫn tiếp tục tránh ký các thỏa thuận bảo vệ toàn diện với IAEA. Theo hãng tin Reuters, vừa qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel đã thảo luận về triển vọng của cuộc xung đột kéo dài 11 tuần qua giữa Israel Hamas sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ thêm cho giải Gaza. Tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về mục tiêu và giai đoạn của các hoạt động quân sự của quân đội Israel sự cần thiết phải bảo vệ tính mạng dân thường và đảm bảo việc giải phóng con tin khỏi các tay súng Hamas. Tổng thống Biden còn nói với các phóng viên rằng ông không yêu cầu lệnh ngừng bắn giữa Israel-Hamas. Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã nói rõ rằng Israel sẽ theo đuổi cuộc xung đột cho đến khi tất cả các mục tiêu đạt được. Tuy nhiên, Israel xác nhận 154 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở giải Gaza mặc dù vậy lực lượng phòng vệ israel idf vừa qua đã thông báo với phía ai cập về ý định kiểm soát khu vực biên giới giữa gaza với ai cập tại thị trấn rafah và yêu cầu binh sĩ của cairo phải rời khỏi địa điểm này theo đó idf đã cảnh báo ai cập rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn cho binh sĩ của nước này khi israel tìm cách kiểm soát khu vực biên giới rafah idf thậm chí tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại khu vực này dù phía ai cập có đồng ý hay không trong khi đó, báo al Akba của Liban cho hay phong trào Hồi giáo Hamas kiên quyết đòi Israel ngừng bắn và ngay lập tức rút IDF khỏi Gaza để tiến tới một thỏa thuận tất cả cho tất cả để đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine. Cũng theo tờ báo, các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel vẫn đang tiếp tục thông qua trung gian Qatar và Ai Cập. Mặc dù IDF đang mở rộng đáng kể hoạt động ở miền Bắc và miền Nam Gaza, nhưng họ cũng đang gặp khó và phải tiến chậm trên chiến trường bên cạnh đó tổng thư ký liên đoàn ả rập al ahmed abulgeid nhấn mạnh việc hội đồng bảo an liên hợp quốc không thống nhất về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở gaza đồng nghĩa với việc cho phép israel tiếp tục triển khai hoạt động quân sự ở đây ông abulgeid cho biết thêm nghị quyết mới nhất được hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho gaza là một bước đi đúng hướng song chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn là đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại vùng đất bị bao vây này Ông cho rằng tình hình nhân đạo ở Gaza cần các hành động nghiêm túc và kiên quyết hơn là liều thuốc an thần để xoa dịu dư luận. Sau thời gian trì hoãn bỏ phiếu và đàm phán căng thẳng để tránh quyền phủ quyết của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 2720 kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở Gaza trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện, nhanh chóng thiết lập một cơ chế của Liên Hợp Quốc để đẩy nhanh việc đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt xung đột một cách bền vững. Hải quân Iran vừa tiếp nhận các tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 1.000 km, cũng như trực thăng trinh sát trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Iran dùng drone tấn công tàu chở hóa chất ở Ấn Độ Dương. Theo hãng tin Reuters, Thông tin trên được truyền thông Iran tường thuật ngày 24 tháng 12. Tư lệnh Hải quân Iran Saram Irani cho biết, tên lửa hành trình Talaye có tầm bắn hơn 1.000 km và là tên lửa thông minh có thể thay đổi các mục tiêu khi đang thực hiện nhiệm vụ. Ông Irani nói trực thăng trinh sát, máy bay không người lái drone và tên lửa hành trình sử dụng trên biển nằm trong số những vũ khí mới được bổ sung vào kho vũ khí của Hải quân Iran ông nói thêm tất cả vũ khí này đều do ngành công nghiệp quân sự của iran thiết kế và sản xuất hiện các tên lửa và máy bay không người lái do iran sản xuất là một phần quan trọng trong kho vũ khí của nước này trong khi đó các nhà phân tích quân sự phương tây cho rằng iran đôi khi cũng phóng đại năng lực quân sự của mình hiện nay căng thẳng trong quan hệ mỹ iran tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới liên quan các vụ tấn công trên biển đỏ ngay sau khi mỹ cáo buộc iran liên quan các vụ tấn công trên biển đỏ Iran đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này phát biểu tại cuộc họp báo mới đây điều phối viên về truyền thông chiến lược của hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nói iran chắc chắn đã cung cấp các phương tiện công cụ khả năng vũ khí để lực lượng houthi tiến hành các cuộc tấn công này lực lượng houthi có thể là người bóc cò nhưng iran đang cung cấp súng cho họ tuyên bố trên của mỹ và iran được cho là sẽ khoét sâu thêm những căng thẳng vốn có trước đây giữa mỹ và iran Quan hệ giữa hai nước đang ở mức căng thẳng cao trong nhiều thập kỷ qua liên quan đến hàng loạt vấn đề gai góc như chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhằm vào Iran, an ninh, an toàn ở vùng vịnh hay các cuộc xung đột ở Trung Đông. Biển Đỏ là tuyến vận chuyển nối với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez, hình thành nên tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á, khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đào này. Trong vài tuần gần đây, lực lượng Houthi đã tấn công một số tàu thuyền thương mại trên biển đỏ, gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế. Lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở giải Gaza và sẽ chưa dừng lại cho đến khi nào Israel ngừng tấn công giải Gaza. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn tuyến vận tải thương mại quan trọng và khiến cước phí vận tải biển tăng mạnh khi các công ty phải tìm kiếm tuyến đường thay thế thường dài hơn và mất nhiều ngày di chuyển gây tốn kém nhiên liệu để tránh rủi ro. Để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Houthi, Mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế. Thưa quý vị, gần đây IDF thực hiện loạt đợt không kích diện rộng nhằm vào các căn cứ của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, đáp trả các cuộc tấn công liên tục của nhóm này vào biên giới. Theo IDF, các mục tiêu bao gồm khu vực phóng tên lửa, khu quân sự và các cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố thực hiện những cuộc không kích vào trụ sở quân sự của Hezbollah ở Liban để đáp trả các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel hôm 23 tháng 12, khiến binh sĩ Israel bị thương. IDF cũng cho biết lực lượng này đã tiến hành pháo kích vào một số khu vực gần biên giới nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của Hezbollah. Căng thẳng giữa Israel với Hezbollah gia tăng kể từ khi xung đột bùng nổ ở giải Gaza. Các chiến binh phong trào Hamas đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 con tin bị bắt cóc. Quân đội Israel sau đó đáp trả bằng chiến dịch ném bom ở giải Gaza, khiến hơn 18.700 người thiệt mạng. Nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban đã lên tiếng ủng hộ Hamas, nhưng thủ lĩnh của nhóm Hassan Nasrallah cho biết sẽ không tiến hành một cuộc tấn công lớn chống lại Israel trừ khi bị khiêu khích hoặc Hamas đứng trên bờ vực thất bại. Theo The Times, dù vậy, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, vẫn cho rằng họ không thể chấp nhận mối đe dọa tiềm tàng từ Hezbollah và được cho là đã xây dựng kế hoạch đưa quân vào miền nam Liban để đẩy nhóm chiến binh lên phía bắc tới sông Litani. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Israel tuyên bố Hezbollah không nên tham chiến ở Gaza vì điều này sẽ đem lại hậu quả mang tính hủy diệt cho Liban. Ông Netanyahu nói với các binh sĩ Israel, nếu Hezbollah quyết định tham gia cuộc chiến, họ sẽ phải nhớ tới cuộc chiến tranh Liban lần 2 năm 2006. Họ sẽ mắc sai lầm lớn trong sự tồn tại của họ. Chúng tôi sẽ gây tổn thất trên quy mô chưa thể tưởng tượng được, mang tính tàn phá đối với Liban. Cách đây 2 tháng, quân đội Israel IDF cho biết một nhóm chiến binh từ Liban đã bắn vào một xe tăng Israel ở khu vực Hadop và sau đó IDF đã bắn trả. IDF cho biết thêm, máy bay của họ cũng đã đánh vào một nhóm chiến binh khác trên lãnh thổ Liban đang định phóng tên lửa chống tăng về hướng Zayed trên lãnh thổ Israel. Bên cạnh đó, IDF nói một thiết bị bay không người lái UAV bay từ Liban sang Israel cũng đã bị bắn hạ. Phong trào Shia Hezbollah ở Liban đã đấu tên lửa với Israel trong hơn một tuần trong bối cảnh tình hình khu vực xấu đi sau khi Israel tuyên bố mở chiến dịch quân sự chống lại phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở trên giải Gaza. Một nguyên nhân khiến cả hai bên gia tăng căng thẳng là bởi khoảng hai tháng trước, Giám đốc tình báo Liban Abbas Ibrahim đã tiếp phái đoàn của hai lực lượng Hamas và Hồi giáo Jihad ở Beirut. Theo cơ quan thông tấn chính thức của Liban, phái đoàn Hamas đã thông báo về những diễn biến ở giải Gaza. Theo bản tin, đại diện Hamas khẳng định lực lượng này sẵn sàng đối đầu với bất kỳ nỗ lực xâm lược trên bộ nào vào giải Gaza. Cách đó một ngày, binh lính và xe tăng Israel tấn công thành phố chính ở phía bắc giải Gaza từ cả hai phía, trong ngày thứ ba của cuộc tấn công trên bộ vào vùng lãnh thổ của người Palestine. Nhiều người sau đó vẫn ở lại thành phố vì sợ trở thành người vô gia cư và lo ngại vẫn ném bom cả khu vực phía Nam. Theo Reuters, lực lượng Hamas ra tuyên bố mất liên lạc với nhóm chịu trách nhiệm giam giữ 5 con tin Israel ở giải Gaza sau khi bị Tel Aviv đánh bom. Theo ông Abu Ubaida, người phát ngôn các lữ đoàn Izadin Al-Qasam, cánh quân sự của Hamas, các con tin này có thể đã bị giết trong vụ đột kích của Israel Tháng trước, Hamas cho biết hơn 60 con tin đã mất tích do các cuộc không kích của Israel. Chưa có xác nhận nào về con số đó, nhưng Israel tin rằng có ít nhất 20 trong số 130 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza đã chết. Lực lượng này đã thả hơn 100 con tin như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11, bao gồm việc thả 240 phụ nữ và thanh thiếu niên Palestine khỏi nhà tù của Israel. Gia đình của các con tin đã tổ chức một cuộc biểu tình mới hôm 23 tháng 12 yêu cầu Israel xem xét thả các chiến binh cấp cao của Palestine ra khỏi tù trong bất kỳ thỏa thuận trao đổi mới nào. Số người chết ở Gaza trong cuộc tấn công kéo dài 11 tuần lên tới 20.258 người, trong khi 53.688 người khác bị thương. Hàng ngàn thi thể khác được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trên giải đất. Ít nhất 201 người Palestine đã thiệt mạng và gần 370 người bị thương bởi lực lượng Israel trong 24 giờ qua tại Gaza khi cuộc tấn công vào khu vực bị bao vây gần đến tuần thứ 12 vụ đánh bom ở trại tị nạn Burey ở miền Trung Gaza đã làm thiệt mạng ít nhất 8 người Palestine, trong khi một cuộc tấn công khác vào trại Rabalia được cho là đã giết chết hàng chục người khác. Theo Al Jazeera, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã trở nên dữ dội hơn nhiều. Theo phóng viên của Al Jazeera, các cuộc bắn phá và pháo kích ở các khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục khi các thi thể được tìm thấy đang phân hủy sau nhiều ngày giao tranh trên mặt đất ở những khu vực này. Ngoài ra, Ông Mahmoud Basan, phát ngôn viên của Cơ quan Phòng thủ Dân sự Gaza cho biết các cuộc không kích ngày 22 tháng 12 đã san phẳng hai ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà ở thành phố Gaza, nơi 76 người trong gia đình al -Mu Grabi thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tấn công có nhiều người chết nhất trong cuộc chiến ở Gaza. Trong số những người thiệt mạng có Isam al mugrabi một nhân viên lâu năm của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, vợ ông và năm đứa con. Ông Akim Steiner, tổng giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc phát biểu Liên Hợp Quốc và dân thường ở Gaza không phải là mục tiêu. Cuộc xung đột này phải kết thúc. Trong một cuộc tấn công trúng nhà của Mohammed Khalifa, một nhà báo truyền hình địa phương, nhà báo này và ít nhất 14 người trong trại tị nạn Nusrat đã thiệt mạng. Israel cáo buộc Hamas ẩn náu trong các khu dân cư đông đúc và đường hầm để hoạt động, gây ra số thường dân thiệt mạng cao. Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích kể từ ngày 7 tháng 10 và phần lớn từ chối bình luận về các cuộc tấn công cụ thể. Cuộc tấn công của Israel và giải Gaza là một trong những chiến dịch quân sự tàn khốc nhất trong lịch sử gần đây, khiến gần 85% trong số 2,3 triệu người ở Gaza phải di rời và săn bằng những vùng đất rộng lớn ven biển. Theo một báo cáo tuần này của Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác, hơn nửa triệu người ở Gaza, tức 1 phần tư dân số, đang đói ăn. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!